Xin chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube BizLink Corner. Đây là nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Clip ngày hôm nay, mình quay lại với Allophones, một mảng trong phần Phonetics and Phonology. Mình sẽ nói về Advancement and Retraction. Clip này ra đời từ câu hỏi của một bạn khán giả. Bạn ấy xem các clip về allophones nhưng không thấy có nhắc đến advancement và retraction, nên bạn ấy có hỏi mình. Mình cũng nói rõ là mình làm clip thì dựa trên giáo trình chính để dạy cho sinh viên khoa ngữ văn Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Và với giáo trình cho môn English Phonetics and Phonology, quyển sách cùng tên của tác giả Peter Roach, thì allophones ông không có đề cập đến advancement và retraction, cho nên mình không có nói. Nhưng mà rất cảm ơn bạn khán giả vì nhờ thắc mắc của bạn mà mình mới đi tìm hiểu, và mình đã tổng hợp từ những quyển sách khác để làm nên clip ngày hôm nay. Để dẫn dắt vào bài học ngày hôm nay thì mình muốn nhắc lại với các bạn một hiện tượng gọi là dentalization. Mình tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là răng hóa. Các bạn hãy nhìn trên sơ đồ, như chúng ta thấy, cả bốn âm ở trên hình minh họa này đều là những âm alveolar, những âm nướu. Vị trí cấu âm đó là đầu lưỡi sẽ chạm lên ngay nướu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có những versions của các âm này, ví dụ như là ta có chữ ace hay là with. Các bạn để ý nha, giờ mình đọc lại chữ with. Nếu như các bạn, ví dụ chỉ đọc chữ wide, thì các bạn sẽ thấy là lưỡi mình chạm lên trên nướu. Nhưng nếu sau âm d, chúng ta có một âm s, một âm dental, một âm răng, with, thì sẽ thấy là lưỡi chúng ta không để lên ngay nướu mà lưỡi sẽ đưa ra phía trước một xíu. Hoặc là trong ví dụ tiếp theo mình có anthem, thì n ở đây cũng bị răng hóa. Răng hóa có nghĩa là sao? Là từ vị trí lưỡi đụng lên ngay chỗ nướu răng, chân răng, thì bây giờ lưỡi sẽ đưa ra phía trước một chút, gần ngay vị trí của răng, để chuẩn bị cho vị trí cấu âm của phụ âm tiếp theo. Tương tự ta có chữ health hay là wealth cũng vậy. Vậy thì với những trường hợp này, nãy giờ mình dùng chữ đưa ra, trong tiếng Anh ta sẽ gọi là advanced. Đó là khi cái cơ quan cấu âm đó sẽ nằm không phải ngay cái vị trí vốn có để mà nó tạo nên cái âm đó, mà nó sẽ đưa ra ở phía trước. Do ảnh hưởng của âm xuất hiện ở, thường là âm xuất hiện ở phía sau nó, cho nên nó sẽ chuẩn bị cho sự phát âm đó. Những ví dụ này thì mình lấy trong sách của Collins và Mies. Và các bạn còn nhớ dark L, hay là còn gọi là velarized L hay không nhỉ? Ta có những từ như là all, như là ill, như là cold. Với những trường hợp này thì mình không đọc với âm clear L mà phải đọc với âm dark, hay còn gọi là velarized L. Vậy, đây cũng là những trường hợp mà lưỡi không nằm ở vị trí nguyên thủy, place of articulation của nó, mà nó sẽ có sự di chuyển. Và cái sự chuyển dời về vị trí cấu âm này được gọi là retraction, không phải đưa ra trước nữa mà là sẽ lùi về phía sau một xíu. Ở đây ta có the tongue body is retracted towards the uvula. Cái phần lưỡi mình sẽ đưa ra phía sau về phía cái phần ngạc mềm. Vậy thì advancement và retraction đó là gì nhỉ? Chúng ta đã thấy phần giới thiệu dẫn dắt lúc đầu rồi ha. Giờ mình đến cái định nghĩa ở trong sách. Mình lấy trong sách của Collins và Mies, cụ thể là ở trang 99. Thì hai tác giả này nói: consonants may be advanced or retracted dependent on the phonetic context. Như hồi nãy mình có nói đó, những âm mà xuất hiện sau sẽ ảnh hưởng đến vị trí cấu âm của phụ âm đứng đằng trước, sẽ làm cho cái vị trí cấu âm của âm đó có thể là đưa ra trước hoặc là lùi lại phía sau so với cái vị trí ban đầu. Và hiện tượng này các bạn sẽ thường thấy ở trên những âm nướu. Alveolar consonants are particularly prone to place variation. Lý do là vì ở vị trí ngay chỗ nướu là khoảng giữa ở trong cái vocal tract của mình, đúng không các bạn?
Nếu mà lưỡi đụng lên nướu thì các bạn biết là lưỡi rất là linh hoạt, cho nên có thể đưa ra trước, đưa ra sau rất là dễ. Và chúng ta đã thấy một số ví dụ như lúc nãy, chúng ta có advancement, chúng ta có retraction đối với những âm nướu. Thêm một số ví dụ nữa nhé. Ta sẽ có retraction of alveolars. Hiện tượng này sẽ xảy ra khi chúng ta có một âm alveolar như là t hoặc là d. Và cái âm đứng đằng sau thì vị trí cấu âm của nó sẽ xuất hiện ở phía sau của nướu răng, cho nên sẽ ảnh hưởng đến âm nướu ở đằng trước. Vị trí cấu âm sẽ lùi lại một xíu. Drag hoặc là draw. Drag hoặc là draw. Hoặc nếu chúng ta có những âm nướu như là n hoặc là l mà đứng trước âm sh hoặc là ch, đây là những âm palatal alveolar, đúng không? Thì những âm alveolar sẽ đưa về sau một xíu, retraction. Nhưng điều thú vị là hiện tượng này không chỉ xảy ra trên những âm alveolar consonants, những phụ âm nướu, mà chúng ta còn có thể gặp nó ở những âm ngàn. Velars, chúng ta vừa có advancement, vừa có retraction. Ví dụ advancement, ta có những từ như là key, geese, cake, queue. Bây giờ mình muốn mời các bạn dừng clip và quan sát trong 4 ví dụ này đó, thì âm ở phía sau là âm gì và tại sao nó lại ảnh hưởng đến các âm velar của chúng ta, làm cho cái phần cuốn lưỡi sẽ đưa ra đằng trước chút xíu, advance. Các bạn có thể coi lại những clip cũ, coi lại bản ký hiệu phiên âm, phụ âm để các bạn coi vị trí cấu âm của những âm tiếp theo. Rồi, tính từ trên xuống, 3 dòng đầu tiên, các bạn thấy E hay là E trong cái nhị trung âm A thì tất cả đều là front vowel, đúng không? Front có nghĩa là cái phần lưỡi trước sẽ đưa lên, đúng không? Cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến âm K hoặc là âm G. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có một âm D, D thì nó sẽ gần với I đó các bạn. D, I. Cho nên cũng ảnh hưởng và lưỡi sẽ đưa ra Q, Q. Giờ thì mình mời các bạn hãy so sánh 4 ví dụ đây với lại các ví dụ tiếp theo. Giờ mình đọc thử nha. Đầu tiên ta sẽ có key, rồi đến corn. Mình sẽ đọc hai từ cùng lúc để mình so sánh phần tongue back, phần cuốn lưỡi nó sẽ như thế nào. Key, corn, key, corn, key, corn. Các bạn có cảm nhận là khi chúng ta đọc như vậy đó thì lưỡi không nằm cùng một vị trí cho hai từ này, đúng không? Với key thì rõ ràng là cái phần cuốn lưỡi nó sẽ đưa ra phía trước chút xíu, còn với coin thì sẽ đưa ra sau. Vậy thì khi đưa ra sau như vậy ta gọi là retraction. Và các bạn hãy quan sát 4 ví dụ mình đưa ra, khi nào thì lưỡi của mình sẽ đưa ra sau các bạn nhỉ? Mình quan sát âm theo sau âm k và g. À, vậy thì ta thấy khi âm đứng đằng sau là một back vowel hoặc là âm w. Nếu mà các bạn thắc mắc tại sao w, rõ ràng nó là âm bilabial. Hôm bữa coi cái clip về consonant, mình thấy w là một âm bilabial. Sao lại ảnh hưởng đến âm k, làm cho lưỡi mình đưa ra sau? Nếu có thắc mắc như thế thì mình mời các bạn xem lại clip mình có giải thích, mình mới làm gần đây thôi, giải thích tại sao w không xuất hiện ở trên bảng phụ âm của IPA. Thì các bạn sẽ thấy, ồ thật ra nếu chỉ tính là bilabial, nếu chỉ tính vị trí cấu âm của w là bilabial, là thiếu đó. Đây là hình minh họa. Vậy thì cái diacritic, cái dấu mà mình để ghi chú cho advancement và retraction sẽ là dấu cộng hoặc là dấu trừ ở bên dưới ký hiệu phụ âm. Các bạn nhìn cái hình này hiểu ha? Lưỡi ra trước, lưỡi ra sau cho hai từ key và corn. Mình muốn nhắc các bạn về terms, thuật ngữ và diacritics, về cái dấu để chúng ta ghi ký hiệu. Mình lấy trong tác giả Knight, thì tác giả có nói là for articulations further back in the mouth thì chúng ta sẽ dùng cùng một thuật ngữ là retraction, và chúng ta sẽ dùng cùng một cái dấu là cái dấu trừ ở bên dưới phụ âm như hồi nãy mình nói.
Mặc dù là the places of articulation are different, vị trí cấu âm là khác nhau. Như với velars, níu âm velars thì nó sẽ diễn ra ở gần uvula, gần ở ngay chỗ ngạc mềm. Còn với những âm alveolars thì với retraction nó sẽ diễn ra ở vị trí là post alveolar, ở phía sau níu. Còn trường hợp thứ hai, for articulations further forward in the mouth, thì tác giả Knight có nhắc chúng ta một điều, chúng ta sẽ dùng thuật ngữ khác và chúng ta cũng dùng cây diacritic khác. Chúng ta sẽ dùng thuật ngữ advancements cho velars, những âm níu, chúng ta sẽ dùng cái dấu cộng ở bên dưới như hồi nãy. Còn nếu đó là những âm alveolars thì chúng ta sẽ dùng dentalization. Nếu như nó bị răng hóa thì ta sẽ dùng dentalization. Đây là quy ước về thuật ngữ cũng như là về cách ghi ký hiệu phiên âm, các bạn lưu ý. Và nãy giờ thì chúng ta chỉ toàn bàn về advancements or retraction in consonants, ở phụ âm, diễn ra ở phụ âm. Thế còn ở nguyên âm có hiện tượng này hay không? Ồ, và mình có tìm được một tác giả này có đề cập đến hiện tượng retraction diễn ra ở nguyên âm, rất là thú vị. Thật ra tất cả chúng ta đều biết, nhưng mà chúng ta không biết gọi tên cái hiện tượng đó. Các bạn để ý, như với những từ này đây thì chúng ta sẽ đọc E, đúng không? Feet, deep, hoặc là peak, chúng ta sẽ đọc là âm E. Nhưng mà với những từ sau đây, feel, feel sẽ có một âm ơ nhỏ nhỏ. Feel, deal, peel, đọc vậy thì nghe nó ra cái giọng Anh hơn là nếu chúng ta đọc thành feel. Nghe giống tiếng Việt hơn, nghe nó kiểu foreign accent hơn, các bạn nhỉ? Vậy thì cái âm ơ nhỏ nhỏ đó, theo như Carl giải thích, đó là realization, đó là cái allophone của phoneme E khi đứng trước và bị ảnh hưởng bởi một âm dark L. Vậy đây là gì? Cũng là retraction of front vowels. Thay vì nó rất là front, nó là một nguyên âm trước, thì bây giờ mình sẽ cho nó ra sau một xíu, nó bị ảnh hưởng bởi âm velarized L hoặc là dark L. Đây là các tài liệu mình đã dùng để tham khảo cho clip lần này, có tổng cộng là 6 quyển sách. Mình cũng có để bìa ở đây, các bạn cũng có thể xem cách mà mình ghi tài liệu tham khảo. Mình ghi theo kiểu APA. Nếu các bạn làm bài mà thầy cô có yêu cầu trích dẫn tài liệu thì các bạn có thể xem cái quy ước này. Mình có thể dùng cách này và dĩ nhiên là còn có nhiều cách ghi tài liệu tham khảo khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Beasley Corner. Mình rất hoan nghênh các câu hỏi của các bạn, vì từ những câu hỏi đó mà nhiều lần mình đã có ý tưởng để làm nên những clip mới. Các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe, đăng ký theo dõi kênh các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.